Bơ vàng đang bị mệt đấy, bơ vàng bị đau bụng, đang bị mệt, sữa lên đấy để động viên bơ vàng ấy. Vừa lấy sữa lên còn mát xa bụng cho bơ vàng cơ. Bọn này nó yêu nhau lắm. Sữa ơi, sữa, bơ vàng cố lên nha, lát nữa mẹ ngâm thuốc Becberin cho uống tiếp nha. Xuống, đòi nhảy xuống đó. Xuống, xuống đi con. Đùa nhau thế đấy. Nó đang đau bụng đấy con, tha cho nó.